Vâng, chào anh chị ạ. Và hôm nay cái ta là buổi cuối cùng ha. Chúng ta nói về một số cái nội dung rải rác khác, rải rác khác. Thì nói chung thì tới thời điểm này tôi đã đi qua cũng như là mấy cái chủ đề cơ bản nhất của Flutter không ạ, để giúp anh chị xây dựng ứng dụng mobile, dụng di động. Đấy. Chúng ta tìm cả hiểu các cái widget cơ bản trong Flutter để chúng ta thiết kế các giao diện tạo bố cục đấy, cho các giao diện. Rồi. Chúng ta tìm cách điều hướng qua lại giữa cả các trang trang diện ha, tab bút bóp đó. Rồi chúng ta có nói đến cái việc quản lý trạng thái, trạng thái. Đấy, và trạng thái cục bộ, trạng thái chia sẻ là trong trường hợp là nhiều cái widget ta cùng sử dụng một cái biến trạng thái nào đó. Đấy, rồi dùng biến trạng thái nào chúng ta nói đến cái việc persistent, tức là lưu trữ trạng thái, lưu trữ dữ liệu ở phía cục bộ hoặc là từ xa, từ xa. Đấy. Bây giờ tiếp tục ta cái nội dung còn lại ha. Đấy. Thì đầu tiên là khái niệm giao diện đáp ứng, giao diện đáp thì thực ra có hai khái niệm như này, giao diện thích ứng, dịch từ adaptive UI. Đấy. Ý đó là cái giao diện hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau. Loại thiết bị khác nhau thì loại ở đây có nghĩa là có thể là nhiều cái platform khác nhau hoặc phần cứng khác nhau, ví dụ như là di động, desktop, đấy, web, đấy, hay là Android, iOS, tức là có sự hai cái loại nền tảng khác nhau á. Thì như nào? Thì tại vì ứng dụng Flutter là đa nền tảng thì nó hỗ trợ cái này ha, nó phải để ý cái này, cái giao diện thích ứng này. Đấy, cross platform có nghĩa là anh chị viết code một lần thôi nhưng mà anh chị hay biên dịch ra nhiều cái platform khác nhau. Đấy. Thì Flutter nó sẽ có những cái như vậy sẽ có trường hợp là anh chị là mong muốn là trên cái platform này á, trên cái nền tảng này, trên cái loại thiết bị này thì anh chị muốn hiển thị có cái đoạn code riêng cho nó. Trên cái thiết bị kia sẽ có cái đoạn code riêng cho nó như vậy. Đấy. Thì Flutter nó hỗ trợ, cũng có hỗ trợ, cũng có thể hỗ trợ cái này ha. Thì đầu tiên cái hỗ trợ đó là cái nó hệ giúp xác định, nó hỗ trợ chị là xác định xem là khi nào anh chị là chạy trên Android, khi nào anh chị chạy trên iOS hoặc khi nào chạy trên web. Đó. Thì thông qua cái lớp platform trong cái gói đặt IO đây. Đây. Thì trong lớp platform này thì nó hay xác định xem là lúc nào là ứng dụng ta chạy trên Android. Đó. Thì ta dùng cái này để ta thêm cái đoạn code cho riêng về riêng cho Android thôi. Đấy. Hoặc là khi nào chạy trên iOS thì sẽ có cái đoạn code riêng cho iOS này vậy. Thì platform.android, iOS gì đó. Thì khi nó chạy trên Android thì cái Android sẽ trả về true. Đấy. Thì chúng ta hãy thêm cái đoạn code cụ thể cho Android chẳng vậy. Đấy. Đấy, đó là cái hỗ trợ thứ nhất. Hỗ trợ thứ hai là trong một số các cái widget đó, nó có cái hàm xây dựng adaptive. Hàm xây dựng adaptive như mà cái hình bên phải màn hình anh chị thấy nha. Adaptive thì cái này nó sẽ tạo cái widget nhưng mà nó sẽ cái widget này sẽ được hiển thị tùy vào cái platform mà cái ứng dụng nó chạy á, mà nó sẽ hiển thị cái widget này ở cái dạng mà nó được thiết kế dành riêng cho platform đó. Đấy. Ví dụ như cái Circular Progress Indicator này, nếu ta dùng nó dạng là adaptive thì trên Android nó sẽ hiển thị cái dạng
cái thành tiến trình của Android, rồi cái khi nó chạy trên iOS đó, thì nó hỗ trợ thành tiến trình của iOS. Đấy. Thì một số widget nó có hàm adaptive như vậy. Thì trong hợp anh chị viết code này nó chạy trên nhiều cái platform khác nhau thì chúng ta có thể tận dụng cái adaptive này để chúng ta có thể là hiển thị nó cho nó giống như là nó native hơn. Những widget này dạng native hơn cho từng cái platform. Đấy. Thì đó là hai cái hỗ trợ chính của Flutter trong hợp ta xây dựng ứng dụng dạng thích ứng đáp ứng nha, thích ứng chưa? Đấy, tức là cho nhiều cái nền tảng đồng thời. Cái thứ hai là khái niệm giao diện đáp ứng, responsive UI. Thì cái này là nói đến là chúng ta cùng một nền tảng thôi, tức là chúng ta dùng nói đến Android thôi, Android đi. Mà hỗ trợ nhiều cái kích thước màn hình đó, kích thước màn hình khác nhau, kích thước màn hình khác nhau trên cùng một nền tảng thôi, kích thước màn hình khác nhau, trên hiển thị khác nhau, đấy, trước màn hình khác nhau. Thì có thể có nhiều thiết cơ nó cùng nền tảng Android thì có thể có nhiều thiết bị, mỗi thiết bị có thể là có kích thước màn hình khác nhau không ạ? Thì cái ứng dụng ta hiển thị như nào? Hay đơn giản là chúng ta chỉ có một cái thiết bị thôi, chúng ta có một thiết bị, xét một thiết bị duy nhất thôi, Android thôi, thiết bị Android duy nhất thôi. Đấy, nhưng mà khi ta xoay cái màn hình, khi ta xoay cái màn hình thì cái kích thước hiển thị nó sẽ khác ha, nó khác với màn hình nằm ngang, khác với màn hình nằm đứng khác, đúng không ạ? Màn hình đứng khác, màn hình ngang khác. Đấy, thì cái giao diện chúng ta có thể là có khả năng phản hồi được cái sự thay đổi kích thước cái layout như vậy không? Đấy. Thì đó là nếu mà ứng dụng mà có thể năng ra thay đổi tùy biến cái cách hiển thị cái layout của nó khi mà ta xoay màn hình đó, thì có thể nói là nó có dạng là đáp ứng, đúng không ạ? Responsive. Rồi. Thì trong Flutter nó có hỗ trợ những hỗ trợ gì với giúp chúng ta xây dựng cái dạng responsive này, dạng giao diện đáp ứng này. Thì cách nhất á, cách đơn giản nhất á là chúng ta khóa khóa chế độ xoay màn hình, là trong hợp thì ngăn không cho cái ứng dụng ta xoay màn hình. Đấy. Xoay khi ta xoay màn hình thì ứng dụng ta sẽ không có xoay theo. Đấy. Thì chúng ta cái đơn giản nhất là chúng ta khóa khóa ứng dụng vào chế độ xoay màn hình đó thôi. Đó là ứng dụng tôi chỉ hiển thị ở chế độ là đứng thôi. Chỉ xoay màn hình ngang thì ứng dụng tôi sẽ không xoay theo. Tôi xong xoay theo. Đấy. Thì đây là cách đơn giản nhất. Thì cái code này là để khóa cái chế độ xem hình của ứng dụng á, thì chúng ta sẽ set refer orientation đây. Đấy. Thì nó chỉ định cái chế độ màn hình mà ứng dụng ta sẽ bị khóa với, bị lock với cái chế độ đó. Thì xoay màn hình nó sẽ không ảnh hưởng đến cái ứng dụng ta. Đấy. Đây là cách đơn giản nhất ha. Rồi bây giờ giả sử là ứng dụng ta cho phép xoay màn hình đi, giả sử chúng ta được thiết kế có thể là so xoay khi màn hình nó xoay thì ta cũng là hiệu chỉnh cho nó layout lại cho một xíu để cho nó phù hợp hơn với cái màn hình mà có chiều rộng nó lớn, nó cao. Thì Flutter nó hỗ trợ một số cái tiện ích sau. Đấy. Thì nó có một số cái widget builder để nó lắng nghe sự thay đổi của kích thước màn hình đó, kích thước màn hình. Nó đơn giản là cái khi ta xoay màn hình đó. Thì khi tại vì khi ta xoay màn hình thì cái chiều rộng chiều cao cho thành chiều rộng không ạ? Chiều cao cho thành chiều rộng và chiều rộng cho thành chiều cao, tức là có sự thay đổi về cái kích thước hiển thị. Thì Flutter nó có một số cái widget và một số tool khác để nó hỗ trợ này. Thì chúng ta có thể sử dụng cái layout builder. Đấy, đây là cái widget nào, widget thuộc cái dạng là builder nữa. Builder thì chúng ta nhớ lại là cái widget builder là các widget mà nó lắng nghe sự thay đổi của cái gì đó, lắng nghe sự thay đổi của cái gì đó. Tùy vào cái builder mà sẽ có lắng nghe sự thay đổi gì đó. Khi mà cái đối tượng nó lắng nghe đó thay đổi. Đấy. Thì nó sẽ gọi cái hàm builder chúng ta chỉ định. Đấy, nó sẽ refresh giả lại giao diện chúng ta. Đấy. Thì chúng ta có cái future builder đúng không ạ, là nó sẽ lắng nghe cái kết quả trả về của một cái biến kiểu future. Chúng ta có cái stream builder thì nó sẽ lắng nghe cái kết quả
một kết quả nào đó trả về của một cái stream. Là chúng ta có value listenable builder để nó lắng nghe cái kết quả của một cái value notifier. Thì nói chung thì các cái builder là gì, nó sẽ lắng nghe một cái gì đó, tùy vào builder mà nó nghe, mà khi cái đối tượng mà nó lắng nghe đó thay đổi thì nó sẽ gọi cái lại cái hàm build chúng ta chỉ định, hàm builder ta chỉ định. Rồi, chúng ta có cái layout builder này, get này. Thì cái layout builder khi mà là cũng là cái builder, nó sẽ gọi lại cái hàm builder trong trường hợp là cái layout thay đổi. Layout đây hiểu là cái constraint nó khác ràng buộc về kích thước hiển thị. Thì một cái constraint, một cái ràng buộc á, được định nghĩa là bốn cái bốn cái giá trị á, là min width, max width, min hay max hay, tức là chiều rộng tối thiểu, chiều rộng tối đa, chiều cao tối thiểu, chiều cao tối đa. Đó là bốn tham số đó, thì nó sẽ gọi là một cái constraint, cái ràng buộc về kích thước. Thì cái layout builder này nó sẽ gọi cái builder, nó lại gọi cái hàm builder ta chỉ định khi mà cái ràng buộc max width hay nó thay đổi. Hay nói đơn giản là khi ta xoay màn hình đó, khi ta xoay màn hình thì cái max width, max hay nó sẽ thay đổi. Đúng không ạ? Cái chiều rộng thành chiều cao thành chiều rộng, đúng không ạ? Thì như vậy thì mỗi lần ta xoay màn hình như vậy thì cái builder nó sẽ gọi lại cái hàm builder ta chỉ định. Đấy. Để vẽ lại cái UI. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái orientation builder, thì nó cũng như cái layout builder, nó sẽ này nó chuyên về lắng nghe về cái chế độ xoay, chế độ xoay của Vietjet. Đấy. Thì như vậy ta hãy sử dụng cái này để chúng ta có thể là bắt cái chứng tha những cái sự kiện thay đổi xoay màn hình đó, bắt sự kiện xoay màn hình dùng cái này. Rồi, ngoài ra trong một số trường hợp anh chị đặt cái sắp xếp vị trí của widget thì chúng ta có thể là cần phải biết cái kích thước của cái màn hình để chúng ta thấy sắp xếp như nào cho nó phù hợp ha. Thì để có thể là xác định được cái kích thước chiều rộng chiều cao của cái thiết bị á, thì chúng ta hay sử dụng cái hàm là media vary of context. Đây, of context là chuyện của context ha. Thì này tương tự với là theme of context hay là navigation of context, tương tự nó cùng cái họ đó. Đây, rồi này media vary of context thì nó sẽ lấy ra cái thông tin về kích thước cũng như là chế độ xoay của thiết bị. Chế độ xoay. Thì trong trường hợp mà chúng ta muốn một số trường hợp thì chúng ta cần phải biết cái muốn mà mong muốn biết được cái chiều rộng đó là bao nhiêu pixel để chúng ta có thể là vẽ nó thích hợp, để bố trí cái widget nó thích hợp. Đấy. Thì chúng ta có thể truy vấn cái kích thước thiết bị thông qua cái hàm này. Cái media vary of này có tính chất đặc biệt cái này. Thì chúng ta sử dụng thường thường sử dụng cái media vary of này trong các cái hàm builder ha, trong trong các hàm build, trong cái hàm build của các widget. Thì cái chỗ nào mà sử dụng cái media vary of này và khi cái kích thước nó thay đổi. Thì cái nó sẽ cái hàm build tại đó nó sẽ được gọi lại ha. Nó gọi lại. Này thì này có tính chất thì chú ý. Cái chỗ nào mà nó sử dụng cái media vary of này, nếu mà cái thuộc tính nó ta truy vấn đó, nó thay đổi, một thuộc tính đó trong cái đối tượng ta truy vấn đó, nó thay đổi thì nó cũng sẽ tự động nó gọi lại cái hàm build của ta. Đấy. Rồi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một số cái widget như là aspect ratio, fixed box, fractionally size box. Thì những cái widget này nó set kích thước theo một cái tỷ lệ, tỷ phần trăm hay là tỷ số nào đó. Nó không có một cái, chúng ta không cần phải đặt một cái kích thước cụ thể, tính theo xe mà nó tính theo cái tỷ lệ phần trăm nào đó. Đấy. Ví dụ cái aspect ratio thì nó là cái này thường thường dùng trong cái ảnh ha, thì nó sẽ set cái, nó sẽ duy trì một cái tỷ số giữa độ rộng và chiều cao chủ cái width con của nó. Đấy. Như vậy thì kích thước màn hình nó to thì nó cũng sẽ to theo, nhưng mà nó sẽ duy trì được cái tỷ số bằng cho cái tỷ số giữa cái chiều rộng và chiều cao của cái con đó. Này này thường thường trong cái ảnh như vậy đó. Ta muốn duy trì là cái ảnh là dạng là 23 hay 46 gì đó. Đấy. Thì chúng ta hay dùng cái aspect ratio. Tương tự như cái fitted box
hay là cái fractionally sized box. Cái size box thông thường thì chúng ta set theo cái tỷ một cái giá trị pixel tuyệt đối không ạ? Còn cái fractional size box thì nó tính theo cái tỷ lệ phần trăm. Đấy, nó có thể là to nhỏ tùy vào kích thước màn hình. Đấy. Thì chúng ta hãy sử dụng cái một số cái widget như này để chúng ta có thể tính đến cái hỗ trợ nhiều cái loại thiết bị có kích thước khác nhau. Thì đó là một số cái giải pháp mà Lutter nó hỗ trợ để chúng ta có thể là thiết kế cái layout cho nhiều kích thước cho nhiều loại thiết bị khác nhau, hoặc là đơn giản là khi ta xoay chế độ màn hình nó thay đổi cái kích thước hiển thị. Ví dụ này, chúng ta có ba trang này, ba trang: trang profile, trang login, trang home. Thì đây là trang login ta. Đấy, trang login ta. Thì chúng ta thấy trang login nó có mấy cái là cái column đây, hoặc có cái tag, rồi có cái username, nó nhập username, nó nhập password và ta login, đúng không ạ? Đây, đây là trang login ở dạng đứng, dạng đứng như này. Đấy. Rồi, chúng ta trong cái trang login này ta sử dụng cái layout builder để tùy chỉnh cái padding. Đấy. Như này. Thì đây thấy là chúng ta sẽ dùng cái layout builder đây. Layout builder. Đấy. Rồi, ta sẽ chỉnh cái padding cho cái form login chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái layout builder thì nó có hàm builder đấy. Khi mà cái layout thay đổi thì nó sẽ gọi cái hàm builder của ta. Ta định build hàm builder ta định nghĩa này. Thì trong cái hàm builder của cái layout builder nó sẽ có cái constraint. Constraint á, ràng buộc thì nó cho biết bốn thông số là min width, min height, max width, max height. Bốn thông số nó gọi là cái constraint, cái ràng buộc ha, ràng buộc kích thước. Đấy. Thì trong trường hợp này là ta sẽ chỉnh cái bên trong trường hợp là cái max width á, nó nhỏ hơn 500 thì ta sẽ nếu mà nhỏ hơn 500 thì ta sẽ không có cho cái padding bằng zero. Đấy. Còn nếu mà nó lớn hơn 500 thì lớn hơn bằng 500 thì nó sẽ cho là cái padding là 30, 30 cell. Vậy. Thì cái này ví dụ thôi. Đấy. Như vậy là khi cái ta xoay màn hình, xoay màn hình thì cái constraint nó thay đổi, ngoại constraint thay đổi. Nếu cái max width nó nhỏ hơn năm lớn hơn 500 thì nó sẽ chỉnh cái padding lại. Đấy. Như vậy thì chỗ này thấy là chị thấy là đây là cái màn hình đứng nè. Rồi ta xoay màn hình lại. Thì lúc này thì cái width nó sẽ lớn hơn 500, lớn 500. Đấy. Lớn 500 nó mà 500 thì nó sẽ có cái padding. Có cái padding như này. Đúng không ạ? Một ví dụ đơn giản này, đúng không ạ? Thì này bằng đứng thì này nhỏ hơn 500 nè, kích thước này nó nhỏ hơn 500 đúng không ạ? Nhỏ hơn 500 này, khi ta xem màn hình thì nó có lớn hơn 500. Như vậy thì ta có thể là cho nó cái padding được không ạ? Đấy, một ví dụ như này thôi. Rồi, trang home thì ta sẽ thể là sử dụng cái media vary để ta tùy chỉnh cái bố cục ha. Đấy. Thì trong hộp này mà thầy thấy là chúng ta sẽ dùng cái media vary of contact, ta lấy ra cái kích thước cái độ rộng, lấy ra kích thước cái độ rộng này. Đấy. Rồi cái device width này, kích thước của thiết bị á, vậy. Thì trong cái layout của tôi thì cái kích thước mà nếu mà kích thước nhỏ hơn 500 á thì ta gọi là màn hình nhỏ, màn hình nhỏ trong cái layout của tôi gọi là màn hình nhỏ như vậy. Đấy. Đấy. Như vậy thì khi màn hình nhỏ thì tôi sẽ giấu cái menu. Chúng ta có hai cái phần nội dung đó. Cái menu, cái thanh menu và cái phần nội dung, cái content. Đấy. Khi mà kích thước màn hình nhỏ thì tôi sẽ giấu cái menu trong cái drawer. Trong cái drawer chính là thanh hamburger ở phía góc bên trái màn hình đó, đúng không ạ? Trái cái trang giao diện á. Đấy. Thì tôi sẽ giấu cái menu bên trong cái drawer. Như vậy thấy là khi mà màn hình là nhỏ thì tôi sẽ chỉnh cái driver, trong cái driver chính là cái menu, menu đây, đúng không? Còn nếu mà màn hình nó không phải là nhỏ, tức là lớn hơn mà 500 thì cái driver sẽ là null, null ta sẽ không có giấu cái driver ở cái menu. Đấy. Tiếp theo cái phần nội dung, cái phần body, không body. Thì nếu là màn hình nhỏ đó, thì cái phần body chỉ là cái content thôi, phần nội dung thôi, đây, sẽ cái content đây. Còn trong trường hợp là màn hình không phải là nhỏ, tức là lớn hơn 500 thì cái body chính là cái dòng. Trong đó thì chúng ta có cái menu, lúc này sẽ hiển thị cái menu ngay trong phần body luôn. Đấy. Và tôi cho dành 200 pixel là cho cái menu, rồi ba cái kích thước còn lại là thì ba viết là trừ cho 200 á, là dành cho cái content, content. Thì lúc này màn hình lớn rồi, do đó thì ta sẽ hiển thị cả hai cái menu và cái content luôn.
Đấy. Thì cái này giống như cái trên web thôi, mà khi người ta trang web nó nhỏ thì cái trang màn hình thiết bị nó nhỏ thì người ta sẽ giấu cái menu bên trong cái thanh hamburger đó, à, thanh hamburger. Đấy. Còn có to lên thì nó sổ ra các bạn. Thì này cũng tương tự ra. Thì chúng ta hãy dùng cái meta này để chúng ta thể hiện điều đó. Để ví dụ như này thì khi mà cái hình đứng, thì cái tờ cái small dream đúng không ạ? Small dream. Đấy. Thì các anh chị đợi xíu ha. Rồi. Thì anh chị thấy là khi mà màn hình nhỏ thì chúng ta sẽ giấu cái menu trong cái hamburger này, trong hamburger đấy, rồi chúng ta phần body chứ phần nội dung thôi. Nhưng mà khi ta xoay màn hình nha, vậy khi ta xoay màn hình thì màn hình trên đây lúc này nó lớn rồi, lớn rồi thì chúng ta sẽ hiển thị cái menu ở phía bên trái và cái nội dung phía bên phải đấy, bên phải đấy. Đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể làm được này rất đơn giản như này đúng không ạ? Chúng ta lấy cái màn hình thiết bị và kiểm tra xem cái màn hình đó nó có thỏa mãn kích thước ta mong muốn hay không. Rồi nếu nó như vậy thì ta hãy giấu mặt cái browser lên trong phần màn hình là nhỏ đúng không ạ? Đó. Đấy, qua. Rồi, hoặc là chúng ta sử dụng cái orientation builder cũng được ha, orientation builder. Thì cái này nó cũng như cái layout builder nhưng nó lắng nghe sự thay đổi của cái orientation thôi. Đó, orientation này. Đấy. Thì nó là cái builder, do đó thì nó sẽ cần yêu cầu trung cập cái builder đây. Thì thông tin cái nó quan sát là quan sát cái orientation, cái chế độ xoay, chế độ xoay. Thì cái chúng ta kiểm tra là nếu mà cái orientation là cái dạng là bọt tre thì chúng ta sẽ build cái vertical layout. Thì đương nhiên chúng ta phải xây dựng hai cái dạng layout, layout vertical, layout dạng đứng và layout dạng ngang. À, vậy này. Thì ta thấy bắt được cái orientation này, sự kiện thay đổi cái orientation này. Thì đây ví dụ ha, thì này cái layout dạng dạng đứng vertical này, thì trang trang profile là trang thông tin người dùng này, thông tin dạng đứng thì nó hiển thị theo một cái cột như này, một cái list view thôi này. Còn ta xoay màn hình là dạng ngang thì cái layout thì cái avatar, cái tên sẽ nằm bên bên trái, còn cái thông tin thì nó sẽ nằm bên bên phải. Đấy. Thì chúng ta có thể là tùy chỉnh cái giao diện như này á, được. Thì đó là cái một số cái cách mà pattern hỗ trợ để giúp các anh chị có thể là sắp xếp cái tùy chỉnh cái giao diện ứng dụng ta nó theo cái kích thước màn hình đó, nhiều kích thước màn hình khác nhau. Đấy, hoặc là theo cùng một thiết bị thôi nhưng mà khi ta xoay màn hình nó cũng sẽ thay đổi cái layout. Thì ta hãy bắt cái sự kiện đó và chúng ta hãy là tùy chỉnh cái giao diện lại cho thích hợp ha. Rồi, đó là cái phần giao diện đáp ứng ha. Letter. Ok. Tiếp theo ta qua cái chủ đề tiếp theo là nói về các package và các cái plugin. Thì cái này chúng ta cũng đã làm xuyên suốt trong các cái phần trước rồi, cái này chúng ta chỉ tổng hợp lại thôi. Thì chúng ta như ta biết là cái bắt kịp thì cái login đó là cái gói thư viện thôi ha. Là cái khái niệm của Đạt của Luther đó chỉ định các cái gói thư viện thôi. Thì trong dự án một dự án Luther thì chúng ta khai báo các thư viện ta sử dụng bên trong cái file là bookpack.yaml đúng không ạ? Bookpack.yaml. Rồi nó sẽ tự động nó download từ cái kho thư viện nó về. Thì kho thư viện đó là ở trang là bookdev ha. Viện đó là cái trang trang bút tép này.
Thì nó đi kèm đó là cái công cụ quản lý gói, nhưng mà cái này anh chị thấy ít ít sử dụng công cụ quản lý bút này. Thì anh chị có thể gõ một số câu lệnh như là letter bút get, letter bút add, letter bút remove. Thì anh chị thấy là mấy câu lệnh này ta ít khi nào ta gõ, tại vì cái trình VS Code á, những cái trình IDE chúng ta sử dụng á, VS Code nó hỗ trợ chúng ta rất là tốt trên cái giao diện rồi, không ạ? Thì anh chị thấy là khi anh chị hiệu chỉnh cái file bút.yaml thì nó có gợi ý cái thư viện cho anh chị phiên bản này họ, và đồng thời khi anh chị gõ xong anh chị save lại thì tự động nó cũng sẽ download cái thư viện anh chị mới khai báo về đấy. Như vậy thì nó hỗ trợ rất tốt, và anh chị thấy là khi nào ta sử dụng những cái câu lệnh này, comment line này, terminal này, nhưng mà anh chị cũng có aware biết là có những cái câu lệnh này đấy. Ví dụ như là anh chị có thể gõ letter bucket tại thư mục gốc của dự án thì nó cũng sẽ là đọc cái file bucket.yaml. Nó đọc rồi nó sẽ tải về những cái thư viện mà chị khai báo trong đó. Đấy. Hoặc là thay vì người ta hiệu chỉnh trực tiếp cái file bucket.yaml thì chúng ta có thể gõ công lệnh là letter bucket add tên thư viện, thì nó sẽ tự sẽ thêm một cái dòng mới vào trong cái bucket.yaml ha. Hoặc là để xóa thì chúng ta có thể là bucket remove tên bucket, thì nó cũng sẽ xóa cái gói thư viện đó ra khỏi cái file bucket.yaml. Nhưng mà nhắc lại thì cái máy này từ ta dùng trực tiếp cái VS Code không ạ? VS Code hoặc là Android Studio để ta hiệu chỉnh cái file này, thì nó có những cái plugin, nó có extension Flutter đó. Thì nó làm chúng ta tự động máy này. Mỗi lần ta save lại thì tự động nó sẽ là gọi những cái hàm bên dưới này, những cái hàm bên dưới này. Rồi thì nó sẽ dựa vào cái file bucket.yaml để nó khai báo cái dependency à. Đây, anh chị thấy đây. Rồi. Cái gói thư viện ở cái ở đây có sự một cái sự phân biệt về mặt thuật ngữ xíu, đó là cái nó gọi nó phân biệt cái bucket và cái plugin ha. Bucket cái plugin thì đối với nhà này nó cũng không quá quan trọng đâu, đối với lập trình viên ta, nhà phát triển ta, thì nó là cái thư viện, nói chung là cái thư viện thôi, library đó thôi. Thì cái nó phân biệt chỗ này đó là cái bucket đó, đó là cái gói thư viện mà nó dạng chung chung thôi, dùng chung thôi, của Đạt thôi, tôi cũng có lập trình Đạt thôi. Này, gói thư viện nó không có phụ thuộc vào một cái platform cụ thể nào cả. Đấy, thì đó là cái gọi nó gọi là cái bucket. Còn cái plugin á là cái gói thư viện mà nó có sử dụng, nó phụ thuộc vào các platform phần cứng. Đấy. Ví dụ như là anh chị sử dụng cái camera, có cái gói thư viện để ta truy xuất cái camera. Đấy. Thì của thiết bị á, thì cái đó là gọi cái plugin, tại vì khi mà chị truy xuất cái camera thì anh chị cần phải tương tác với phần cứng của cái platform đó, đúng không ạ? Camera thì nó gọi là cái plugin. Thì cái hệ quả là như này, thì cái bucket đó thì nhìn chung thì nó sẽ là hỗ trợ hầu hết cái dự án thì người ta sẽ dùng được cái bucket, mà download về bucket ta sử dụng thôi, tại vì nó là cái dạng chung chung, nó dùng của Đạt thôi, dự án nào thì ta cũng hay sử dụng được nếu là Đạt thôi. Còn cái plugin đó thì ta chú ý là có thể là có những cái platform nó không hỗ trợ ha, tại vì nó sử dụng phần cứng của cái từng platform gì đó, thì cái plugin có thể là nó hỗ trợ phần cứng này nhưng mà không hỗ trợ phần cứng khác. Đấy, có plugin thì nó hỗ trợ Android thôi nhưng không hỗ trợ iOS, hoặc ngược lại nó hỗ trợ iOS nhưng không hỗ trợ Android. Như vậy thì thực ra cái này ta có cái hệ quả quan trọng nhất là chú ý cho đó thôi. Đấy. Chú ý là có thể là có những cái plugin, những cái thư viện mà nó chỉ làm việc với một cái platform là cụ thể đó thôi. Đúng không? Còn cái sự phân biệt này thì mặt ngữ nghĩa này nó thôi chứ không có quan trọng à. Thì có rất nhiều cái bucket và plugin anh chị có thể sử dụng á. Đấy. Thì ví dụ như là cái bucket animation, letter anime này, thì đến tự nhiên cái máy này là gói thư viện thì ta phải xem cái nóc của mình ra, mỗi cái anh thì có cái cách sử dụng khác nhau thì ta phải xem cái cách sử dụng nó để ta sử dụng được. Thì chúng ta có thể là dùng cái Blender Anime này để chúng ta tạo hiệu ứng rất đơn giản dễ dàng ha. Ví dụ như là chúng ta xem cái document của nó như này. Đấy, thì chúng ta hãy tạo những hiệu ứng đơn giản nhỏ như này. Đấy rồi. Đấy, thì cái này nó có cái gói thư viện nó giúp tạo hiệu ứng rất là đơn giản. Đấy.
thì nó sẽ giới thiệu cái một cái widget mới, đó là cái anime, widget anime anime. Thì chúng ta sẽ bao lại cái widget ta muốn tạo hiệu ứng, rồi sau đó thì chúng ta thêm cái nó thuộc tính effect, ta liệt kê danh mục cái effect thôi, danh sách các effect mà ta muốn apply cái hiệu ứng này trên cái widget ta. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi hoặc là cái dạng thứ hai là chúng ta có thể là cái tên cái ta dùng cái widget và ta chấm anime, gọi hàm anime, và sau đó thì ta sâu chuỗi các hiệu ứng lại. Đấy, thì cũng là một cách để chúng ta có thể là tạo hiệu ứng cho cái widget ta. Đấy, nó rất đơn giản. Này thì các anime này nó có rất nhiều cái tham số để anh chị có thể customize á, ví dụ như là cái duration của cái hiệu ứng và cái delay mà. Này, ta hãy kết hợp sâu chuỗi rất nhiều cái hiệu ứng như này. Rồi, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái hiệu ứng ta rất là như này. Cho hay sử dụng cho cái dự án ta. Hoặc là cái email maker, thì cái này nó giúp ta là lấy ảnh. Đó, thì ta viết ứng dụng di động, thường thường ta dùng cái máy ảnh của nó, dùng cái máy ảnh, chỉ số cái máy ảnh của nó, thì chúng ta hãy dùng cái plugin email picker này, thì đó chúng ta cho phép là chụp cái ảnh, lấy ảnh từ camera, rồi ta chụp cái ảnh, ví dụ ta chụp cái profile hay gì đó, chụp cái gì đó, cái chức năng gì đó cần cái camera, đấy, dùng quét camera sau đó, thì chúng ta có thể là dùng cái email picker nữa, hoặc là chúng ta muốn cho ta chọn cái ảnh nào đó. Upload lên hay gì đó thì chúng ta dùng cái email picker này, thì nó xem cái document của nó, email picker thì cái này nó hỗ trợ Android, iOS, web nè, platform này. Đây thì nó thường thường cái plugin nó hỗ trợ, nó liệt kê này những platform nó hỗ trợ. Đấy, này nó không cho trên desktop, nó chỉ cho cái Android, iOS và web thôi. Thì nó có cái đoạn code ví dụ ha. Đây thì chị xem cái document của đó, để chúng ta xem. Đấy, thì cái hàm chú ý nó sẽ có cái email picker, nó có chú ý này, này có cái email picker. Rồi thì nó chúng ta có thể là chọn cái hào là cái pick video, chọn video cũng được ha, từ cái sụn đó, hoặc là chọn nhiều cái email bản năm email đây đây thì nó là cái giống như học thoại đây, thì ta sẽ quay cái kết quả, quay kết quả thì nó trở về cái list các cái file, hay cái file ta sẽ chọn, ở đây giờ chọn một cái file thôi thì ta thấy là big email như này, cái này đây này, rồi nó trở về cái file ha, nó trở về cái file ta đây. Ta sẽ gán cái file này vào trong cái widget ảnh hay gì đó, widget ảnh hay gì đó, thì nó sẽ hiển thị ra vậy. Đấy, thì đó giới thiệu cái lớp này picker này thôi. Đấy, email picker. Đấy. Thì hay chọn anh chị thì thường đây thì thấy nó biết lấy từ cái sụt nào đó, email sụt này. Thì có thể sụt là từ camera hoặc là sụt từ cái gallery thư viện ảnh. Chúng ta. Đấy, thì ta hay cho cái sụt này. Đây, rồi. Thì sẽ xem có thể xem theo dõi cái ví dụ á, tôi biết. Hoặc là chúng ta có cái plugin về trình phát nhạc á, video layer. Đấy. Thì chúng ta thấy là play video trên cái trên ứng dụng ta thông qua cái video layer đây. Hoặc, đây. Và có rất nhiều cái bucket và cái login khác ha. Ví dụ như là chúng ta có cái bucket sinh ra cái chuỗi ID thì duy nhất, đúng không ạ? Nó có cái chuẩn để sinh ra cái chuỗi ID duy nhất. RFC4122 này. Thì nó có cái bucket này cài đặt cái RFC này cho cái trong cái cho ứng dụng cho đạt. Hoặc là hôm trước nói về cái theme của ứng dụng Geolocator đó, thì ta có Black Color Scheme thì nó định nghĩa rất nhiều cái theme chúng ta để ta hãy sử dụng cho cái Flutter. Hoặc là một cái bucket người ta cũng hay sử dụng đó là Cat Network Email. Thì cái email chúng ta có thể lấy từ một cái URL nào đó không ạ?
Đấy, thì nhưng mà mỗi lần ta refresh giao diện thì nó sẽ load lại cái email. Đó, refresh giao diện rồi mày, hoặc ta chuyển cái trang đến trang đó thì nó lại refresh lại cái email. Thì như vậy nó sẽ không có hay cho lắm đúng không ạ? Người ta muốn download một lần thôi. Thì chúng ta có thể dùng cái cache network email này để chúng ta cache lại cái email lấy từ download từ mạng đó, từ mạng đó, từ cái URL á. Thì như vậy thì ta nó chỉ download một lần thôi, lần sau thì refresh lại thì nó cũng sẽ không có cần download lại. Đấy. Thì ta hãy dùng cái này, ta hãy dùng cái này kết hợp cái email á, nó giới thiệu cái widget mới thôi, rồi nó bao lại cái email, rồi nó sẽ cache lại cái giá trị của cái ảnh download được. Vâng, hoặc là chúng ta hay dùng cái bộ kit của Google Machine Learning cũng viết để viết những ứng dụng Machine Learning ha. Hoặc là có cái gần đây thì cũng mới nổi đến cái game engine đó, Blame, là cái game engine giúp ta viết ứng dụng viết cái trò chơi 2D, 2D thôi, trò chơi 2D thôi. Cho những ứng dụng 2D, như game 2D trên ứng dụng Flutter, có game engine Blame này, nó cũng rất là mới nổi hiện nay. Đấy. À, Quang có rất nhiều cái thư viện khác nên chị có thể search trên cái thư viện, cái kho thư viện của nó. Rồi. Thì nói chung á thì cái Flutter là một cái UI framework á, là cái framework xây dựng giao diện người dùng. Nó tập trung vào xây dựng giao diện người dùng thôi. Đấy. Nó tập trung vào xây dựng giao diện người dùng thôi. Đấy. Nó là cái widget đó, nó hệ thống nó cái okay, là hệ thống các cái widget, rất là nhiều cái widget chạy trên đa nền tảng khác nhau. Và như vậy thì anh chị thấy là khi sử dụng với Blender thì đòi hỏi là anh chị phải sử dụng khá nhiều cái thư viện bên ngoài, những cái plugin hay những cái backend bên ngoài. Tại vì cái ứng dụng Blender nó chỉ tập trung xây dựng cái phần phần giao diện thôi, cái UI thôi. Còn những tính năng thường những cái tính năng phần cứng này đó thì anh chị phải dùng cái thư viện, cái plugin, plugin để anh ta nó truy xuất. Đấy, tại vì nó muốn tập trung cái UI thôi, đương nhiên nó không thể tập trung tất cả những cái tính năng phần cứng khác, những dịch vụ khác để nó rất là lớn và nó hỗ trợ rất rất nhiều nền tảng khác nhau, mà nó hỗ trợ Android, nó hỗ trợ iOS, nó hỗ trợ desktop, desktop, Mac, Windows, Linux, rồi cái web nữa. Vậy thì nó không thể mà phát triển đầy đủ tất cả những tính năng trên tất cả các nền tảng như vậy. Đấy, thì nó chỉ tập trung vào cái UI thôi, nó tập trung cái phần dễ giao diện thôi. Như vậy thôi. Do đó thì những tính năng khác thì thường nó phải nhờ vào sự cộng đồng thông qua những cái plugin, đúng không ạ? Mà những cái plugin. Thì như vậy thì sẽ có số trường hợp là, do đó thì ta sẽ có đây là những hạn chế của Blutter. Nếu mà cái ứng dụng ta nó nặng về xử lý phần cứng, nó nặng về cái những cái tính năng phần cứng của cái thiết bị di động, vậy chúng ta cần phải tận dụng những cái phần cứng, những cái tính năng phần cứng của cái ứng dụng di động, của cái thiết bị di động đấy, hay là những cái tính năng native nữa đặc biệt, thì cái Blutter này nó sẽ không có hay cho lắm. Thì cũng được ha, nếu ta cố gắng thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không có, nó sẽ hơi khó khăn cho chúng ta vậy rồi. Thì nó cần những ứng dụng thông thường thì không có gì, những ứng dụng quản lý thông thường, đọc dữ liệu, ghi dữ liệu, rồi lấy dữ liệu từ API, nọ những ứng dụng thông thường này, truy xuất camera, những cái phần cứng, dịch vụ phần cứng cơ bản đó, thì ok không gì. Nhưng mà ý đó là những cái có những cái ứng dụng nó đòi hỏi cái nặng về xử lý phần cứng bên những cái tính năng native đặc biệt, hoặc là nhiều cái tính năng native, thì có thể là nó sẽ không có khó khăn khi ta viết ứng dụng với Flutter ha. Đấy. Thì trong một số trường hợp đặc biệt nếu anh chị muốn dùng Blutter cũng được, nhưng mà có thể là cái plugin đó nó sẽ không có cái plugin nào thỏa mãn cái nhu cầu của chúng ta, cái yêu cầu của chúng ta hơi hơi đặc biệt, thì có thể là những cái plugin nó hiện nay nó không có, thì chúng ta muốn phát triển thì cũng được ha, tại vì trong Blutter nó có định nghĩa cái cơ chế để chúng ta có thể từ dùng Blutter ta hay gọi được cái code tên native, code native này. Thì chúng ta đòi hỏi đôi đôi khi một số trường hợp chúng ta phải tự phát triển plugin, thì cái cách đó là nó chúng ta phải viết code tên native á, viết code tên native. Ví dụ như chúng ta hỗ trợ Android đi, thì chúng ta phải viết code
bên Android, dùng cái SDK native của Android, dùng thông qua Java, của lập trình Java hoặc là ngôn trường Kotlin hiện nay mới nhất là mới là cái Kotlin. Đấy, thì có thể viết code bên Android. Đấy, thì viết code bên đây native thì chị có thể tự do truy xuất tất cả những dịch vụ phần cứng không ạ? Đấy, phần cứng mà nó được mở bởi Google, Google thì đó là tại vì nó là native rồi đúng không ạ? Thì ta hãy viết thoải mái những cái API, truy xuất những dịch vụ phần cứng mà Google nó cho phép. Đấy, viết xong định nghĩa những cái hàm gì đó. Rồi, chúng ta sẽ viết cái dụng cái GUI bằng giao diện người dùng á, bằng letter, và chúng ta có thể là gọi gọi được cái hàm của phía native ha. Gọi cái hàm của phía native mà ta viết á, để lấy kết quả gì, lấy kết quả hoặc là tùy chỉnh cái gì đó, lấy kết quả gì. Thì letter nó hỗ trợ cơ chế nè. Thì đây cũng là cái cách mà ta phát triển cái plugin đó, ta viết code bên bên native, sau đó thì bên letter ta gọi qua, này. Thì này đương nhiên bên này ta phải đòi hỏi, ta phải biết cái code bên native, code native này ta gọi qua này. Thì đây là cái cách nó làm việc ha. Thì này chỉ là tuy nhiên thì chỉ là một số dụng đặc biệt thôi, những cái yêu cầu dụng đặc cầu đặc biệt thì ta mới cần thôi, còn những dụng thông thường thì ta viết bằng letter thôi cũng được rồi, tại vì cộng đồng nó cũng rất là mạnh và các plugin nó cũng hỗ trợ tương đối, cũng tương đối nhiều những cái tính năng thông thường á, ví dụ như camera này nọ thì nó cũng có đầy đủ. Đó thì chỉ khi nào chị làm cái gì đó nó đặc biệt quá thì có thể là ta phải tự viết code, tự viết code bên cái native. À, ta gọi qua blister. Rồi, đó là sơ lược về cái plugin ha. Rồi, bây giờ nói với cái phần cuối cùng đó là tùy biến và phát hành. Bây giờ chúng ta viết xong ứng dụng hết trơn rồi, đúng không ạ? Viết xong ứng dụng letter trơn rồi, viết xong ứng dụng cho rồi trơn rồi, đúng không ạ? Tùy chỉnh giao diện này nọ xong rồi, nó chạy rất im rồi. Giờ chúng ta muốn phát hành, tùy biến chúng ta muốn phát hành. Thì thường để chuẩn bị cho phát hành thì chúng ta sẽ có một số cái tinh chỉnh nhỏ, ví dụ như là chỉnh cái đổi biểu tượng ứng dụng ha, đổi biểu tượng ứng dụng. Thì trong mỗi đối với mỗi ứng dụng của letter đó. Mỗi mỗi cái dự án cluster á, nó có cái thư mục Android á, nó có thư mục Android, nó có thư mục Android, nó có thư mục Android, ví dụ như này. Thì anh chị thấy đây nó có cái thư mục Android. Đấy. Thì đây là cái thư mục mà chứa một cái dự án Android hoàn chỉnh ha. Thì chúng ta có thể dùng Android Studio để chúng ta mở cái dự án này lên thì nó sẽ nhận biết là đây là cái dự án của Android. Mặc định thì dùng cái ngôn ngữ lập trình Kotlin để nó viết code như này. Thì chúng ta hãy dùng Android Studio để mở dự án này lên, và ta hãy cấu tùy chỉnh bình thường giống như một dự án Android thông thường. Dùng Android thông thường. Đấy. Thì như vậy thì ta hãy tùy chỉnh những cái setting của nó Android muốn dùng Android thông thường thôi. Thì ví dụ như là chỉnh cái biểu tượng ứng dụng này nọ, hay là đổi tên ứng dụng này nọ, vâng. Như một dạng Android thông thường. Thì đối với cái riêng cái việc tùy chỉnh ứng dụng á, tùy chỉnh cái biểu tượng ứng dụng á, thì chúng ta cái file cấu hình nó, cả cái ứng dụng Android cái file cấu hình chính của nó là trong cái ta chọn vào cái app nè. Đấy. Suột và cái main, main thì chúng ta có cái file cấu hình là Android Manifest đây, đây. Manifest. Thì đây là cái file cấu hình chính của ứng dụng ta, ứng dụng Android ha. Đây. Thì đây chúng ta sẽ thể tùy chỉnh được cái biểu tượng của ứng dụng, đấy, biểu tượng ứng dụng, ta chỉnh được cái tên của ứng dụng thông qua cái label đây, cái tên của ứng dụng, đấy, tên dụng cái biểu tượng của ứng dụng. Cái quyền khai báo những cái quyền permission của ứng dụng, chúng ta cũng có thể khai báo trong đây, khai báo đây, đây. Khai báo cái quyền permission ứng dụng, thì việc khai báo này rất là khá quan trọng nếu anh chị là muốn là public cái xuất bản cái ứng dụng ta lên Google Play Store thì nó mà đòi hỏi là anh chị phải khai báo đầy đủ tất cả những cái quyền ta permission đây. Đấy. Rồi đổi tên ứng dụng đây, ta phải đặt tên cái chủ gì đó, ok. Chỉnh cái icon này, nhưng mà chỉnh icon này chỗ này thì nó hơi nó không đơn giản là chỉ thay thế cái này không, mà nó sẽ hơi phức tạp xíu.
Trong cái slide cũng có hướng dẫn từng bước để chúng ta dùng cái Android Studio để chúng ta import cái file ảnh, ta hiệu chỉnh cái file ảnh này nọ, rồi cuối cùng là để tạo cái icon. Đấy. Thì cái này theo cái cách làm của Android Studio thôi, rồi cái dự một dự án Android thôi. Tuy nhiên thì đối với Flutter thì nó sẽ bằng chỉ có thể đơn giản, thì đơn giản thì ta sử dụng cái gói là Flutter Launcher Icons. Thì cái này chúng ta sẽ giúp đơn giản hơn cái quá trình ta set cái icon cho ứng dụng này. Thì đối với cái này thì chúng ta chỉ cần là khai báo một số cái file có một cái thư viện thôi. Này. Đây chúng ta khai báo là ta sử dụng thư viện là Flutter Launcher Icon, và đồng thời chúng ta sẽ định nghĩa thêm một cái file Flutter Launcher Icon YAML. Đấy. Thì đây chúng ta chỉ cần chỉ định là chúng ta mong muốn là tạo cái icon cho Android, và cái file ảnh đó là cái file từ đây, nó sẽ đây. Đây. Và chúng ta gõ là Flutter. Flutter book run launcher icon, Flutter launcher icon thì nó sẽ tự động nó sẽ tạo cái icon cho ứng dụng á, là khai file ảnh chúng ta chỉ định đây. Hành trình này. Đấy. Thì cái này ta theo cái document của nó vậy thôi. Lấy câu lệnh nó hướng dẫn bởi cái document thôi. Chị mở xem cái document đó thì nó sẽ chỉ ha. Thì chúng ta đơn giản như vậy thôi, nó chỉ là khai báo ta sử dụng cái Flutter launcher icon, thì có phải cấu hình chỉ định cái đường dẫn đến cái khai file ảnh chúng ta muốn tạo cái icon, và ta sẽ run Flutter book run Flutter launcher icon này, thì nó sẽ tự động nó tạo cho ta cái icon ha. Hoặc là chúng ta dùng theo cái hướng dẫn của Android cũng được như này. Đây bộ file ảnh người ta hiệu chỉnh cái file ảnh này đó. Này, ở đây cái hướng dẫn từng bước này anh chị hay sử dụng, hay là hướng dẫn là hay làm thêm ha. Hoặc là chúng ta dùng cái gói là Flutter Launcher Icon để chúng ta chỉnh cho nó đơn giản. Rồi đổi tên thì chúng ta mở manifest lên. Đấy, chúng ta chỉnh cái Android label đây. Thì ta muốn đổi tên gì đó ta đổi, thì nó sẽ là khi anh chị cài ứng dụng vô á thì nó sẽ hiển thị cho anh cái kho ứng dụng cho trong thiết bị á, đây cái tên này, một click này, hoặc là có không phải có biểu tượng ta mới đổi nãy này. Rồi có thể là ta chỉnh cái màn hình khởi động cũng được á, ta chỉnh màn hình khởi động đây. Thì ta thêm cái ảnh để ta chỉnh cái màn hình flat á, màn hình flat á. Màn hình mà khi ta bật ứng dụng lên thì nó sẽ có khoảng thời gian để nó load không ạ, thì ta thể chỉnh hiển thị cái ảnh này, đây, cái ảnh. Hoặc là ta hay hiệu chỉnh trực tiếp cái file XML cấu hình của Android theo cái cách làm của Android, hoặc là chúng ta dùng cái Flutter Native Flash thì này cũng tương tự như Flutter Launcher Icon, để chúng ta chỉ định cái file Flash, rồi chúng ta tạo cái file cấu hình, rồi chúng ta chạy câu lệnh thì nó sẽ tự động nó sẽ set chúng ta cái hình Flash cũng được. Đấy. Thì có hai cách vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta xong chưa, rồi chúng ta chỉ chỉnh cái ứng dụng, thì chỉnh cái tên ứng dụng, ta chỉnh cái biểu tượng ứng dụng rồi. Đấy, bây giờ xong chưa, rồi thì chúng ta muốn là phát hành. Phát hành thì chúng ta sẽ build cái có hai giải pháp đó. Chúng ta thể là phát hành trên cái Google Google Play Store, hoặc là chúng ta chỉ biên dịch ra cái file APK, và ta thấy là cho người ta download và người ta xài thôi. Là vậy. Đấy, thì chúng ta bước để chúng ta xuất bản thì chúng ta sẽ phải tạo cái build production đó, build production. Thì mỗi lần anh chị chạy trên VS Code thì nó sẽ tạo cái build debug á, nó tạo cái build trong quá trình phát triển thôi, build debug. Thì cái build đó nó sẽ không có tối ưu lắm về mặt hiệu năng. Nó sẽ hỗ trợ ta debug thôi, đúng không ạ? Khi mà chạy trên VS Code chạy run trên VS Code thì nó sẽ tạo cái bản build debug thôi. Thì để mà phát hành á thì chúng ta sẽ tạo cái bản build production rồi là bản build phát hành. Thì bản build phát hành thì nó sẽ tối ưu hóa tốt nhất cái hiệu năng. Nó sẽ bật tắt tắt đi những tính năng để giúp ta debug, và nó sẽ tối ưu hóa nói chung là tốt nhất có thể cái hiệu năng. Hiệu năng performance. Nó bật đi những cái cờ để giúp ta debug này nọ.
Thì có hai cái lựa chọn á, thì chúng ta có thể tạo cái build gọi là cái app bánh đồ. Ở bánh đồ trong này chúng ta tạo cái này trong trường hợp là anh ta muốn là đẩy lên Google Play Store này. Còn thông thường thì nếu mà anh chị muốn build cái file thông thường để có thể là download về cài đặt thông thường á, thì ta dùng cái APK, APK. Như vậy có hai cái option để ta build á. Cái build thì rất đơn giản thôi, chúng ta vào cái dự án, vào cái dự án, đẩy vào cái trên terminal ta đưa vào dự án mà ta gọi là letter build. Ví dụ là tập vào cái dạng là bánh đồ, bánh đồ thì ta letter build bánh đồ vậy thôi. Thì nó sẽ chạy, ta đợi xíu thì nó sẽ ra cả bánh đồ đây rồi. Đối với bánh đồ thì cái này chúng ta sẽ dùng để ra upload lên Google Play Store ha. Còn nếu mà chúng ta muốn chỉ là build cái file cài thôi á, thì chúng ta hãy dùng cái build APK ha. Letter build APK. Thì chúng ta đợi xíu là nó sẽ gọi ra, nó sẽ build xong cái APK. Ta thấy cái này ta sẽ lấy về ta cài đặt này, trên cái thiết bị di động. Ta hay gửi cho cái bạn bè hay sao đó để ta cài được này. Letter build APK. Rồi bây giờ giả sử anh chị muốn phát hành lên Google Play Store thì chúng ta phải chuẩn bị một số cái bước như sau. Thứ nhất là anh chị phải có cái tài khoản nhà phát triển trên Google Play Store Console đó, trên Google Play. Thì này chúng ta tạo đăng ký cái tài khoản nhà phát triển thôi. Đấy. Thì cái này có xác nhận danh tính ha. Anh chị cần phải có căn cước công dân, hộ chiếu này nọ và đóng phí là 25 đô la, khoảng 5-600 ngàn gì đó. Đấy. Thì phí đăng ký tài khoản này phí một lần ha, nó trả một lần thôi, thì nó sẽ cho anh chị cái tài khoản khoảng 1-2-3 ngày duyệt gì đó. Nó sẽ cho anh chị cái tài khoản nhà phát triển đấy, và như vậy anh chị hãy upload cái app của anh chị lên cái Google Play Store của nó đấy. Thì cái phí này cũng tương đối rẻ, chỉ đóng một lần thôi, 600 ngàn mà, đóng một lần thôi. Thì cái này nó của Google Play Store thì nó rẻ hơn của Apple á. Nếu mà cô anh chị muốn nhà phát triển của Apple á, muốn hay bút lót, có thể là bút được cái ứng dụng lên cái kho cái App Store của nó đó, thì anh chị phải đóng là 99 đô mỗi năm là đó của App Store. Đấy, thì nó hơi có thể hơi nặng. Đấy. À. Thì của Google thì nó rẻ hơn, nó chỉ có 25 đô và đóng một lần thôi, thay vì 99 đô đóng mỗi năm của Apple. Rồi thì sau khi có rồi này rồi thì cái bước còn lại thì anh chị chỉ theo cái hướng dẫn của nó thôi, theo cái hướng dẫn của cái Google Play Store thôi. Đấy. Thì anh chị phát triển xong, chúng ta tạo cái build phát hành rồi anh chị upload lên theo cái hướng dẫn đó. Thì nó có cái giao diện để chúng ta làm á. Thì cái bước chính đó là như này, nó có hai cái key ở trong quá trình nó upload lên, nó hai cái key á, cái key để gọi cái upload key và cái key để nó deploy phát hành, key phát hành và key upload. Thì cái key upload là do chúng ta tạo ha, do nhà phát triển tạo, nhà phát triển tạo, và chúng ta sẽ dùng cái key upload này để chúng ta ký số lên cái bảng build của chúng ta. Thì cái này nói cho nó phức tạp nhưng mà thật ra là chúng ta nó làm tự động chúng ta đó. Chúng ta chỉ chỉ định là trong quá trình build á, thì chúng ta chỉ định là cái key ta sử dụng cái key nào để chúng ta ký số. Đấy, thì chúng ta ký số vô, thì ta thực hiện build thì nó sẽ tự động nó ký số chúng ta. Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta dùng cái Play Console ta upload lên đấy, upload lên vậy thôi đấy. Upload lên đấy, cái upload lên thì anh chị phải đợi để cho review ha, ta review thì nó duyệt cái app anh chị để nó kiểm tra check này nọ security, rồi nó check cái này nọ rồi nếu có vấn đề gì thì nó sẽ phản hồi anh chị sửa, sửa rồi anh chị submit lên tiếp. Đấy, rồi ta làm tiếp tục vậy đến khi nào mà nó chấp nhận thì thôi, chấp nhận thì thôi. Thì cái cách duyệt của Google thì nó so với Apple thì nó vẫn nhẹ hơn cái duyệt ứng dụng á. Đương nhiên chị không phải laptop tùy tiện lên, nhưng mà nó cũng không phải vào cái bước duyệt, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn so với của Apple. Đấy, Apple thì nó duyệt nó rất là khắt khe. Đấy, thì duyệt thì sau khi được chấp nhận thì nó sẽ Google sẽ ký số lên cái ứng dụng của anh chị đấy, để đưa vô cái app to để chứng nhận là đây ứng dụng nó đã đi được duyệt rồi đây. Và như vậy thì sau khi bước này thì ứng dụng anh chị có sẽ được public lên cái Google Play Store ha, Play Store, và người ta hãy download về đấy, download về đấy. Thì cái quá trình tổng quan là gì ha, còn mấy này thôi, cái bước này là mấy bước này nó tự động ta hết rồi.
Đó là chị setup rồi, thì chị sẽ xem cái hướng dẫn, mấy hướng dẫn này nó rất là chi tiết ha, từng bước chúng ta đấy, hướng dẫn này rồi thì từng bước luôn. Thì để em ta có thể là upload cái code lên dự án, là cái app lên cái Google Play Play Store. Ok, thì đó là tổng quan tổng kết về cái phần ta. Đấy. À, chúng ta tìm hiểu, nói chung là trong một phần này chúng ta tìm hiểu về cái framework Flutter của Google để viết ứng dụng trên Android. Thật ra ứng dụng này là Flutter hỗ trợ ứng dụng đa nền tảng nha, có thể chạy trên Android, có thể chạy trên desktop, có thể chạy trên web này nọ. Nhưng mà chúng ta chỉ tập trung chỗ là nó chạy trên Android thôi. Đấy. Thì cái tiện đó là cái này nó giúp ta dễ dàng xây dựng cái giao diện á, viết cái app này nọ thì nó tương đối dễ. Mà xây dựng cái giao diện thì nó một cái framework là tôi thấy là nó dễ sử dụng đối với nhà phát triển ta, cái cách ta tạo layout này nọ nó dễ so với các framework khác. Đây, các bạn. Thì đây là cái phần tổng kết ha, anh chị có câu hỏi thắc mắc không ạ? Thì nhắc lại cái phần dự kiến ta thì chúng ta anh chị làm bài tập ha, làm cái bài tập anh chị được 3 điểm. Bài cuối kỳ á, thì về cuối kỳ thì anh chị làm dự án nào ạ? Anh chị làm dự án, anh chị thấy ổn không ạ? Làm dự án và thi trắc nghiệm, kiểm tra trắc nghiệm online. Hạn nộp á, thì hạn nộp thì tôi có cho anh chị, cũng không có hạn gì, anh chị cứ nộp tại trước khi ta thi á, khi ta thi thì được rồi. Đấy. Thì anh chị quan trọng là anh chị làm thôi. Thì cái này nè, thì cái thi này, cái này ta sắp xếp báo cáo, sắp xếp báo cáo do đó thì chúng ta có thể là, tại vì lịch thi á, anh chị theo lịch thi tôi hỏi đó, thì anh chị sẽ thi tập trung ở các học phần khác á, là cuối tháng 5. Cuối tháng 5. Như vậy thì chúng ta có thể làm giữa tháng 5 chúng ta sẽ sắp lịch ra báo cáo, hoặc là chúng ta đầu tháng 6 cũng được. Rồi anh chị thấy giữa tháng 5 được không? Tức là ta làm sẽ là tầm trước các học phần khác. Không thì bên trung tâm cũng sẽ cho ta đến đầu tháng 6. Kiểm tra là trắc nghiệm thôi, có bài trắc nghiệm thì tại tại cái buổi báo cáo là anh chị kiểm tra luôn. Trong cái khoảng thời gian làm báo cáo này anh chị lên kiểm tra luôn. Hay là trong cái tuần đó đó thì chúng ta cho kiểm tra luôn. Cho nó gọn. Thì để ngày cụ thể thì nó ta sẽ chọn thời điểm trước, là ngày cụ thể thì ta sẽ thông báo sau cũng được. Sẽ chọn cái buổi đó. Tôi không gõ các anh chị có nhóm không ạ?
có nhóm đủ đủ mặt 40 anh chị không, tại vì anh chị tham gia không có đầy đủ trong rõ anh chị có nắm được cái thông tin này không nữa. Ừ, trắc nghiệm có 2 điểm thì khoảng 20 hai mấy câu đó. Các anh chị có nhóm thì anh chị thông báo giúp nhóm ha. À, như vậy thì chúng ta làm dự án thì anh chị viết ứng dụng tùy anh chị viết ha, thì có cái viết kỳ code anh chị sẽ upload lên cái GitHub, như cái chỗ mà anh chị nhận code đó, trên cái Classroom anh chị phải nhận có đường link thì nhận code đó giống như có bài tập thôi. Rồi anh chị làm viết cái ứng dụng thì có cái tiêu chí đánh giá nè. À, mấy cái này tôi gửi anh chị rồi hết á, anh chị xem trong cái mục chia sẻ đó. Đấy, thì đánh giá này thì cũng không yêu cầu gì cao đâu anh chị. Này lộn, thôi này có chuẩn bị. Đấy, viết mấy ứng dụng tạo layout này nọ cơ bản thôi, đúng không ạ? Đấy, đây là cái thang điểm ta. Rồi thì sẽ viết cái báo cáo lại, viết cái báo cáo. À, báo cáo này thì trên này mấy cái trang này anh chị điền vô thôi, thông tin thôi. À, ví dụ mỗi cái này cái ứng dụng đó là gì, cái trang cái thiết kế những từng trang giao diện không ạ, thì mỗi trang diện là trang đó làm cái gì, trang diện đó làm gì, mà chụp ảnh là cái trang đó, rồi trình bày cái một số cái chi tiết cài đặt thôi, ví dụ như là cái trang đó sử dụng những cái widget gì đúng không ạ. Rồi các anh chị có thể có trang đó có sử dụng game plugin hay cái thư viện nào khác không, rồi có quản lý trạng thái chia sẻ hay không, rồi có lưu trữ dữ liệu hay không. Vâng, chị trả lời mấy câu hỏi này đúng không ạ. Đối với mỗi trang giao diện chị thiết kế đó thì chị trình bày cho mỗi trang như vậy. Vâng, này rồi điền thông tin chị vô, rồi chị submit này lên trên trang LD. Đây có chỗ nên chị submit nè, anh cho submit này đây. Cho anh chị submit này. Rồi, code thì chị lưu trên GitHub, anh chị nhận code đây nè. À, bài tập thì anh chị vẫn làm á, chị chậm nó làm. Rồi, chị xin làm biết thì có một anh đã nộp bài tập rồi nè. Đấy. Rồi, bài tập 3 điểm là trắc nghiệm sẽ hơn 2 điểm, khoảng 20 câu. Đấy, anh chị sẽ tại cái buổi báo cáo hay cái từng báo cáo đó thì tôi sẽ bật cái câu hỏi trắc nghiệm là anh chị tự tự làm luôn. Anh chị làm online là tự làm luôn. Đấy, mỗi anh chị mỗi là tự làm. Đúng không ạ? Rồi ta sẽ hiện báo cáo chị đây chạy demo thôi, không ạ, chị chưa lưu cái nộp cái file báo cáo đi tôi đọc, rồi sau đó thì chị lên chị chạy demo thôi đúng không ạ. Chắc anh hỏi trắc nghiệm hay là anh chị anh hỏi báo cáo này chạy xíu thôi, mỗi chạy 5-10 phút rồi đó. Rồi trắc nghiệm thì 20 câu cho cỡ 30 phút. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ làm đầu tháng 6 không chị? Chị yêu cầu đầu tháng 6 không ạ? Thì có lựa chọn là chúng ta làm trước cái cuối tháng 5. Cuối tháng 5 thì chúng ta thi thi tổng kết tất cả các môn của anh chị học á. Đấy, là cái cuối tháng 5 thì tổ chức thi đó. Rồi hoặc như vậy thì chúng ta thấy làm trước, tức là giữa tháng 5 ta làm báo cáo. Hoặc là chúng ta đến bên trung tâm cho tới đầu tháng 6. Như vậy đầu tháng 6, như vậy từng đầu tháng 6 á, từng đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ ta chốt cái từng đầu tháng 6 ha, thì tới ngày cụ thể chúng ta sẽ nói sao, nhưng mà từng đầu tháng 6. Ok, như đầu tháng 6 ha. Đầu tháng 6 thì lúc đó tôi sẽ quăng bài kiểm tra trắc nghiệm, anh chị tự chắc tự làm luôn. Rồi dự án thì anh chị lên sắp nghịch buổi tối hay cuối tuần đó, ta lên ta chạy mỗi anh chị chạy 50 phút được ok. Nhớ anh ta nộp cái báo cáo anh chị, nộp cái quyển báo cáo để tôi biết anh chị làm gì.
Rồi sau đó chị chạy demo là ok. Rồi như vậy đầu tháng 6 á, ok, từng đầu tháng 6. Lịch cụ thể thì tôi chị theo dõi trên Discord hoặc là trên cái trang này tôi sẽ upload rồi tôi sẽ cần cái ngày cụ thể. Vậy từng đầu tháng 6 chúng ta sẽ làm cái kiểm tra demo này, đúng không ạ? Rồi bài tập thì cho anh chị tới hết tháng 5 luôn á. Mà chị làm sớm nha chứ để dài dài để chị còn làm bài tập nữa, chị làm sớm đi. Mà cho anh chị đến tới hết tháng 5 luôn. Này mới tháng 3 của tháng 3 chị làm tới còn 2 tháng nữa, tôi còn đúng 2 tháng nữa. Thì làm có xíu anh chị làm đẩy nhanh tiến độ làm cái bài tập trước nè rồi sau đó người ta mới làm dự án được. Đúng không ạ? Rồi anh chị còn cái câu hỏi có vấn đề nào không ạ? Có cái nào chưa rõ không ạ? Thì buổi này buổi kết thúc là buổi cuối cùng ha. Chúng ta sẽ nghỉ sau buổi này chúng ta sẽ không còn buổi nào nữa. Tuy nhiên trong quá trình anh chị làm thì anh chị có bất mắc thì anh chị vẫn có thể là hỏi thông qua trao đổi thông qua Discord ha. Thông qua Discord thì chúng ta hãy trao đổi tiếp tục trao đổi. Trong quá trình làm bài tập hay có câu hỏi gì đó về vấn đề dự án này nọ đó. Đấy, thì chúng ta cũng có thể trao đổi tiếp tục trao đổi qua Discord. Vậy thì ok chứ không chị? Ok ok ha. Rồi như vậy nói lại thì bài tập thì cho anh chị làm tới cuối tháng 5 luôn. À, cuối tháng 5 luôn. Rồi dự án thì và trắc nghiệm thì chúng ta sẽ từng đầu tháng 6. Ngày cụ thể thì tôi sẽ nói sau. Và từng đầu tháng 6. Từng đầu tháng 6. Trong từng đầu tháng 6 chúng ta sẽ sắp lịch báo cáo. Và báo cáo. Đúng không ạ? Kiểm tra luôn. Ok, nếu không có gì ta xong nhé. Vậy chào anh chị ha. Chị thông báo cho các cái anh chị khác trong nhóm khác á, tại vì tôi 40 anh chị là thi sĩ số của lớp là 40 anh chị là, nhưng mà thường người ta đi khoảng mười mấy anh chị thôi, do đó thì chị nhắn giùm á, chị có nhóm chị nhắn giùm. Ok, chào anh chị.